Rồi thấy chưa? Rồi chúng ta sẽ mở thêm cái hình cuối cùng. Vậy trước tiên chúng ta nhìn thấy cái nền sẽ làm gì? Là nó có cái thêm cái mẫu vô đây, mẫu tô vô đây. Như vậy thì các bạn sẽ chọn cái hình nền và chúng ta sẽ chọn Ctrl G. Các bạn nhớ là nhân đôi lên để giữ cái background lại, chúng ta còn dùng nhiều. Cho nên là chúng ta không có làm hư cái background đi. Và các bạn chọn cái filter và filter gallery. Thì trong ngày hôm trước thầy có giới thiệu qua rất là nhiều cái filter ở trong này mà các bạn nên tự khám phá xem là đến khi nào đấy mình cần thì mình dùng đến. Được chưa? Đấy. Và chúng ta biết filter cuối cùng luôn. Đó, thì các bạn xem thử nó có giống cái mà chúng ta đang cần không? Được chưa? Và các bạn kéo cái size này ra nè. Đó. Được chưa? Vậy cái size đó các bạn có thể là kéo kéo size ra, độ rộng độ hẹp rồi đó. Đó. Được chưa? Độ rộng ở giữa các cái phần lằn giữa này nè. Đó, thì các bạn có thể điều chỉnh. Đó, ok. Độ sáng, độ tối. Rồi, sau khi mà chúng ta đã chỉnh xong thì các bạn nhấn ok và cái laser mới nó đã theo các cái test này vào. Và tiếp tục chúng ta sẽ làm nó đến cái phần là cái vòng tròn. Cái vòng tròn này nó nằm ở đâu? Đây, giữa bức ảnh nè. Giữa bức ảnh. Như vậy cái vòng tròn của chúng ta nó sẽ nghiêng về phía trên. Khoảng cỡ 1 phần 3 vòng tròn ở dưới này, 1 phần 3 trên này. Như vậy có thể là chúng ta sẽ cho cái ảnh này nó nhỏ để chúng ta dễ thấy được là kích thước của vòng tròn nằm ở đâu. Rồi, hai cái hình là nó tương đối bằng nhau. Thì chúng ta sẽ xem là kích thước của nó. Bây giờ sẽ tạo ra một cái laser mới, Ctrl Shift N. Tạo ra laser mới và các bạn chọn cho thầy vẽ cái vòng tròn ở đây. Và các bạn chọn vẽ vòng tròn theo cái dạng sáp. Vẽ vòng tròn trên này cũng được nhưng mà mình vẽ sáp thì mình dễ điều chỉnh hơn. Các bạn cho thước ra. Đó, mình cũng canh giữa ha. Rồi, mình sẽ vẽ một cái vòng tròn từ tâm ra đi. Từ tâm ra. Nhấn phím Shift và nhấn phím Alt+. Được chưa nào? Đó, nó cỡ đây. Và sau đó thì chúng ta sẽ chỉnh cái đường tròn này lên trên tí xíu. Ok. Rồi. Và chúng ta làm cái gì? Chúng ta sẽ lấy cái đường biên và cho cái đường biên màu xanh. Như vậy thì các bạn có thể là sử dụng rất là nhiều cách để các bạn làm ra cái đường biên này. Như vậy một cách đơn giản là từ cái vùng này chúng ta sẽ stop. Chúng ta dùng cái này thì chúng ta sẽ chọn cái format cho nó. Chúng ta dùng cái sharp thì chúng ta có thể dùng đường biên hoặc là thầy làm lại chỗ này tí xíu, các bạn sẽ dùng đường path đi cho nó dễ dễ xài. Các bạn chọn cũng là tạo ellipse nhưng mà các bạn chọn thay vì sharp thì các bạn chọn đường path, chúng ta sẽ dễ xài. Rồi, ok. Rồi cái đường path của chúng ta là vẽ thì nó sẽ ra đây nè. Đó. Rồi chúng ta chỉnh cái đường path này lên trên tí xíu. Ok. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chuyển cái đường path này thành cái đường màu xanh. Như vậy các bạn chọn cái màu xanh.
và chuyển cái đường bát này thành màu xanh. Thì trước khi chuyển đường bát thì giống như những bài thực hành trước á, thì chúng ta chọn cọ cái đã, được chưa? Đó, chọn cọ nét cứng và 8 pixel. Thì mình xem thử là cái 8 pixel của mình là nó có đủ lớn chưa. Tạo layer mới. Đó, 8 pixel. Và click chuột phải chọn stop path. Ha, brush. Ok, như vậy các bạn đã có đường biên. Được chưa nào? Và cái đường biên này mình cũng lấy nó để mình làm cái ảnh ở bên trong. Như vậy cái ảnh bên trong thì thực chất là chúng ta lấy cái ảnh cũ hay là chúng ta có thu nhỏ gì không? Nó là cái ảnh cũ luôn phải không? Đúng chưa nè? À, nhưng mà nó bình thường chứ không phải là nó bị thay đổi như thế này. Như vậy thì chúng ta làm gì? Lấy cái background này nè. Ctrl G. À, và chúng ta đưa lên trên này. Đó. Được chưa? Và chúng ta chỉ lấy cái phần bên trong thôi. Thì ra chúng ta lấy cái bát nè. Đó, lấy vùng tròn của cái bát. Và chúng ta sẽ add mặt nạ cho cái background này. Được chưa? Như vậy chúng ta chỉ lấy phần trong thôi. Đó, các bạn lấy được phần trong thôi. Như vậy phần trong của nó là không có bị thay đổi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm sao để mà chúng ta tạo ra cái vùng này nè. Đó, như vậy cái vùng này các bạn thấy là người ta tạo ra hai vùng rõ nè. Một vùng ở bên trong á là nó màu trắng đầy, trắng hết luôn. Rồi có chút xíu ở ngoài này là màu trắng nhạt nhạt dần ra. Được chưa? Như vậy thì mình sẽ làm một cái hả? Sao? Rồi, như vậy thì mình sẽ tạo thêm một cái layer ở đây. Các bạn sẽ cho cái đường path này nó lớn ra một tí xíu nè. Ctrl T. Mình cho đường path này lớn ra để mình chuẩn bị mình làm cái phần mà màu trắng á. Enter. Rồi các bạn cho thầy một cái layer. Layer nó sẽ nằm dưới cái phần background này nữa. New. Và chúng ta sẽ tô màu trắng. Được chưa nào? Và ngồi cái màu trắng này ra thì chúng ta sẽ chọn cho nó là nó có cái phần Outer Cloud. Outer. Đó, Outer Cloud. Và bạn chọn cho nó là màu trắng luôn. Được chưa? Và bạn chọn cái size. Đó, bạn chọn cái size lớn ra. Được chưa nè? Chọn cái size lớn ra. Ở cái phía chỗ hồi nãy mình tô á, chỗ này nó không có được liền. Không được liền đúng không? Không được liền là do mình không có feeder. Mình tạo feeder tí xíu thì nó sẽ được liền nét hơn. Trước khi mà mình tô màu đó thì chỗ cái laser này nè, mình làm lại tí xíu. Là thay vì mình tô màu ngay ở đây. Thay vì mình tô màu ngay thì mình sẽ chọn lại cái bát lúc nãy nè. Và các bạn chọn Shift F6 giúp cho thầy khoảng cỡ 5 đi. 5. Và chúng ta sẽ tô màu cho cái layer 3 này lại. Ctrl Delete. Được chưa? Như vậy các bạn thấy nó sẽ liền màu hơn. Rồi. À, đến cái phần mà chữ khám phá thì chúng ta chỉ việc là đưa chữ vào và chúng ta chọn cái phần gì? Cho nó hiệu ứng khám phá không gian. Khám phá không gian, các bạn chọn kênh giữa rồi, ok. Chữ các bạn có thể là chọn cho nó dày lên tùy theo cái nhu cầu của chúng ta, thì chúng ta chọn full hoặc là chúng ta chọn cái font khác để cho cái chữ nó dày lên. Rồi chúng ta sẽ chọn cho nó cong. Đó, chọn cho nó cong. Ok. Rồi các bạn điều chỉnh lại cái chữ cong này. Trong cái phần mà chữ cong này chúng ta có thể là điều chỉnh cho nó cong.
Nó phù hợp với cái hình của mình. Cũng chưa được cong lắm thì các bạn chỉnh tiếp, bởi vì chỗ này nó còn xa nè, chỗ này nó hơi gần nè, chúng ta chỉnh tiếp cái phần hiệu ứng cong ở đây. Ok, rồi các bạn sẽ chọn cái gì, chọn gì đây, gì để cho nó dày lên. Trước tiên các bạn sẽ dùng cũng là chính cái nền này làm cái phông nền cho cái chữ này, thì chúng ta sẽ chọn cái background, chúng ta cần Ctrl G lên, chúng ta để phía dưới cái chữ, được chưa? Và các bạn sẽ chọn click chuột phải, clipping. Đúng rồi, xin lỗi, cái chữ phải phía dưới mới đúng. Ok, cái chữ ở phía dưới và chúng ta chọn click chuột phải, grace clipping mask. Cái này chúng ta gặp chưa? Chưa gặp. Thì clipping mask là gì? Nó cũng giống y chang như là các bạn tạo mặt nạ. Bây giờ thầy làm xong các bạn sẽ thấy giống chỗ nào. Giống chỗ nào? Tức là thay vì nó lấy vùng tròn của cái chữ này và mình ép mặt nạ cho cái chữ background copy 2 thì nó cũng ra y chang vậy. Đó, mà cái này mình không tạo mặt nạ, mình lấy chuột phải, mình chọn là clipping mask là ok. Là nó lấy cái layer dưới, nó làm mặt nạ cho layer trên. Layer dưới hình dạng như thế nào là tùy biến của mình, thì tự động nó lấy, nó làm mặt nạ cho layer trên. Đó là clipping mask. Và các bạn chỉ cần xem thử, mình sẽ chọn là Blending Option, rồi các bạn chọn BV Embo, xem thử là nó có dày lên không, có ảnh hưởng gì không hả. Rồi ok, bỏ này đi, chúng ta thử ở phía dưới nha, được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái layer test để chúng ta làm cái BV Embo và chúng ta cho nó dày lên. Như vậy các bạn có thể chọn cái chỗ này là Apple dày, điều chỉnh cái size. Đó, điều chỉnh size. Đấy, như vậy là các bạn đã có được cái chữ của chúng ta nó dày lên. Chữ chúng ta làm nó cái font nó hơi nhỏ, chữ nhỏ cho nên là không thấy rõ. Nhưng mà các bạn chủ yếu là vào cái BV Apple này thì các bạn điều chỉnh cho cái chữ nó dày. Và chúng ta tiếp theo là chúng ta ghép cái ảnh vào, ghép bằng tay, ghép cái máy ảnh vào, máy ảnh trước, chúng ta chọn máy ảnh đi, shift cộng thêm, cộng thêm, Ctrl shift y, Ctrl c, và chúng ta sẽ đưa vào cái Ctrl V. Nằm đâu rồi? Nằm dưới rồi. Hả? Đúng rồi, nó bị clipping mask. Click chuột phải, relay clipping mask. Rồi, trả lại. Chỉ cần thằng này với thằng này thôi. Còn cái mà mình mới copy vô là mình không cần clipping mask. Đó. Rồi, ok, đưa vô đây. Cái này mình lấy rồi đúng không? Bỏ. Rồi đến bàn tay. Cái phần bàn tay này thì các bạn chọn kiểu nào cũng được. Bây giờ mình chọn kiểu nào cho nó dễ đây? Chọn pen là dễ nhất. Khi các bạn chọn pen á thì nó sẽ tiện cho các bạn là tay mình nó không bị mỏi. Mình làm rồi mình thả ra mình nghỉ ngơi được. Còn nếu mà các bạn sử dụng các công cụ khác á thì nó có thể là dẫn đến mình bị mỏi tay. Lấy luôn phần dưới này không? Trong cái hình góc người ta cần không?
cần lấy luôn. Rồi chúng ta có một vùng ha. Bây giờ nếu mà chúng ta click chuột bên này thì chúng ta thêm vùng mới thôi, không bị ảnh hưởng gì cả. Chúng ta thêm vùng mới và chúng ta có được hai vùng để chúng ta lấy hai cái tay. Thực ra cái phần này chúng ta không không cần quan trọng lắm, bởi vì tí nữa chúng ta cũng dùng mặt nạ để chúng ta che lại rồi. Các bạn nhấn thêm Ctrl để lấy chuột lại, lấy lại vùng tròn lại. Rồi như vậy là chúng ta đã lấy xong cái bàn tay. Ctrl Enter, Ctrl C. Ctrl V. Ctrl T, các bạn kéo cái tay cho nó rộng ra tí xíu, nhớ nhấn Shift nhé. Được chưa? Hợp lý chưa? Rồi, chúng ta xong cái phần bàn tay. Như vậy thì xem thử là cái bàn tay với cái máy ảnh này nó để ở đâu. Nó để lùi xuống dưới tí xíu đúng không? Bàn tay với máy ảnh để lùi xuống dưới. Rồi chúng ta cho lùi xuống dưới hai cái phần bàn tay và máy ảnh. Chọn cả hai luôn nhé. Rồi bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Thêm mặt nạ cho cái bàn tay và chúng ta cho nó mờ đi. Mờ đi. Nhớ tắt tiếng Việt để tăng giảm nha. Chứ nếu mà bạn còn tiếng Việt là bạn tăng giảm là nó mất layer đó. Đó, rồi chúng ta chọn là nét mềm. Chúng ta sẽ cho opacity là ít thôi. Rồi. Gì nữa nào? Cũng là bức ảnh này mà chúng ta đưa vô trong cái màn hình thì chúng ta gom lại, chúng ta lấy cái phần nhỏ thôi, tức là lấy cái phần ở trong cái hình tròn này nè, chúng ta sẽ gom lại. Và tất nhiên chúng ta cũng phải cần đến một cái gì, một cái background copy nữa đó, chúng ta cần lấy một cái background copy nữa nằm phía bên trong máy ảnh. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn cái vùng chọn của cái máy ảnh này, vùng chọn ở bên trong này. Rồi làm là gì? Mặt nạ cho layer copy 3. Như vậy các bạn chỉ thấy được cái phần nước thôi, thì chúng ta chọn Ctrl T, chúng ta cho nó nhỏ lại. Đó. Được chưa? Đó, như vậy thì các bạn đã làm cái phần ghép cái hình nó vô. Thì mỗi cái chúng ta còn một cái background color, cái file background. Bây giờ chúng ta cần cái gì nữa nè? Chữ máy quay. Như vậy thì cái chỗ chữ máy quay này chúng ta gõ và chúng ta chỉ cần làm gì các bạn? Landing option thôi. À, rồi các bạn chỉ dừng là để cái biên. Còn cái phần mà bên trong này nó mất đi á, là chúng ta chọn phiếu, phiếu bằng 0, nó mất rồi. Như vậy thì cái phần là máy quay phim Sony
Các bạn đưa test vào. Máy quay quay phim Sony. Ok. Và chúng ta sẽ cho cái laser này lên trên cùng. Rồi chúng ta cũng làm blending option. Các bạn sẽ sử dụng cái một cái hiệu ứng bất kỳ ở đây. Nhưng mà hiệu ứng này nó chỉ có biên thôi. Đó, thì các bạn có thể là chọn một số cái đây, các bạn thấy là nó chỉ có gì? Nó chỉ có phần biên nè. Phần biên. Vậy các bạn sẽ chọn là option. Rồi, cái này lấy trước nha. Lấy trước thử cái này xem nó thế nào. Giờ mình sẽ giảm fill xuống nè. Đó. Giảm fill thì mình sẽ thấy được cái hiệu ứng của nó. Và chúng ta sẽ tự điều chỉnh ở trong này. Đó, điều chỉnh thì các bạn sẽ chọn ví dụ như nó là stop và nó chỉ lấy biên nè. Rồi biên của chúng ta thay vì nó màu đen thì chúng ta cho nó màu xám nè. Được chưa? Cho nó màu xám. Rồi chúng ta sẽ chọn gì nữa? Intersaurus. Interclouds. Màu. Ok, đó thì các bạn sẽ tùy chỉnh ở trong này để nó ra được cái chữ quay phim của bạn. Còn gì nữa không? Còn cái new nữa. New thì đưa qua dán qua thôi đúng không? À, new Ctrl Shift Y, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl T. Bóng đổ thì làm gì? À, row drop shadow, cho nó đổ ngược lại phía dưới này. Đó, cho nó đổ ngược lại phía dưới. Rồi chọn cái size lớn tí xíu. Distance, distance này là cái khoảng cách đó. Đó. Được chưa? Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài tập tạo một cái poster để quảng cáo. Như vậy các bạn thấy là mỗi cái đối tượng chúng ta nên copy cái background ra. Copy background ra.